Lần đầu hé lộ những bí mật gây sốc với bà Camilla, người phụ nữ hoàng gia đang bị cả thế giới ghét bỏ. Trong thời gian gần đây, bà Camilla bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi có thông tin cho rằng bà đã bị đuổi khỏi cung điện hoàng gia vì thích gây thù chuốc oán. Không chỉ bị công chúng ghét cay ghét đắng vì là kẻ thứ ba chen chân phá vỡ cuộc hôn nhân của thái tử Charles và công nương Diana quá cố, mà bà còn bị tố là người thường xuyên tìm cách bôi nhọ, nói xấu hai nàng dâu của mình. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì về người phụ nữ đang bị cả thế giới ghét bỏ. Trên thực tế, bà Camilla còn có nhiều điều bí mật mà công chúng chưa hề biết đến. Sau đây là một số điều gây sốc nhất về bà Camilla lần đầu được hé lộ. Cuộc hôn nhân đầu bất hạnh. Trước khi trở thành vợ của thái tử Charles, bà Camilla từng có một đời chồng là ông Andrew. Cặp đôi có hai người con chung là Thomas Henry và Laura Rose, sinh năm 1974 và 1978. Họ sinh sống trong một ngôi nhà cổ cách thủ đô khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ông Andrew thường xuyên xa nhà và được biết đến là một ông chồng trăng hoa. Dù đã có vợ, nhưng Andrew vẫn qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Một số thông tin tiết lộ rằng bà Camilla rất yêu chồng nên âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên, sau khi sinh con gái, bà Camilla đã cảm thấy chán chường với người chồng lằng nhằng và kể từ đó bà bắt đầu nối lại quan hệ với tình cũ là thái tử Charles. Camilla cuối cùng đã ly dị vào năm 1995. Một năm sau thì thái tử Charles cũng chấm dứt cuộc hôn nhân với công nương Diana. Là một người bừa bộn. Theo tiết lộ của một số người bạn, nữ công tước xứ Cornwall sống rất xuề xòa, không chú trọng tiểu tiết, thậm chí bà là một người rất bừa bộn. Một người bạn cũ của bà Camilla tiết lộ rằng phòng ngủ của bà ấy thậm chí thường xuyên trong tình trạng bừa bãi, không gọn gàng ngăn nắp như nhiều người vẫn nghĩ. Dù xuất thân trong gia đình thượng lưu, nhưng bà Camilla lại giống một người sinh ra ở vùng nông thôn. Là một người sợ đi máy bay. Mặc dù là một người có lịch trình vô cùng bận rộn trong vai trò là vợ của thái tử, nhưng người thân của bà Camilla tiết lộ rằng bà ấy không thích đi máy bay. Nó trở thành nỗi ám ảnh khiến bà hạn chế đi cùng chồng trong những chuyến công du ra nước ngoài trong nhiều ngày. Theo Express, bà Camilla phải tìm đến sự hỗ trợ của trị liệu EFT để đối phó với những căng thẳng khi phải lên chuyến bay nào đó. Chọn tình cũ là cha đỡ đầu của con trai. Sau khi Camilla kết hôn với người chồng đầu tiên, bà và thái tử Charles vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Do đó, khi con trai đầu lòng ra đời, thái tử Charles đã được đề nghị làm cha đỡ đầu của cậu bé và thái tử đã đồng ý. Sau khi thái tử Charles kết hôn với Camilla, ông trở thành cha dượng, đồng thời là cha đỡ đầu của con trai bà Camilla. Hiện tại, bà Camilla đã có hai đứa cháu từ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Trung thành với một đôi giày. Bà Camilla đặc biệt yêu thích một đôi giày cổ điển thuộc hãng Chanel. Bà thường xuyên đi nó trong nhiều sự kiện hoàng gia. Theo trang Footwear News, bà Camilla đã mang đôi giày này kể từ năm 2005. Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin kể từ sau ly hôn, công nương Diana không bao giờ sử dụng những sản phẩm của thương hiệu Chanel vì biểu tượng hai chữ C lồng vào nhau của thương hiệu này khiến bà nghĩ đến Charles và Camilla. Công nương Diana qua đời vẫn khiến tình địch Camilla sợ hãi. Kẻ thứ ba khó có thể trở thành hoàng hậu là vì đâu? Bà Camilla, 74 tuổi, cùng với thái tử Charles đang thực hiện chuyến công du tới Vương quốc Jordan. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của cặp đôi kể từ khi COVID-19 ảnh hưởng đến hoàng gia hồi tháng 3 2020. Nữ công tước xứ Cornwall đang phải trải qua một lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động. Cặp đôi hoàng gia đã đi đến nhiều địa điểm nổi tiếng, linh thiêng của Jordan trong ngày đầu tiên của chuyến công du. Trước đó, bà Camilla cùng với con dâu Kate và em dâu Sophia Wisek cùng đứng chung ban công trong lễ tưởng niệm diễn ra tại Cenotaph vào cuối tuần qua. Sau 16 năm làm dâu hoàng gia, bà Camilla đã có vị trí ngày càng vững chắc và duy trì được mối quan hệ hòa hảo với các thành viên trong gia đình, bất chấp quá khứ bị lên án là kẻ thứ ba khiến cuộc hôn nhân của thái tử Charles và công nương Diana tan vỡ.
Tuy nhiên, theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Penny Juno, bà Camilla sẽ phải đối mặt với một thời điểm rất khó khăn khi thái tử Charles lên ngôi. Bà ấy vốn là một người phụ nữ bình thường, khi trở thành vợ thái tử, Camilla đã đặt mình vào tình huống bất thường. Trong viễn cảnh bà Camilla trở thành hoàng hậu, chắc chắn sẽ có nhiều ồn ào vào thời điểm đó. Bà ấy sẽ bị so sánh với công nương Diana. Đó sẽ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, Penny Juno nói với tờ Telegraph. Theo chuyên gia hoàng gia, bà Camilla cảm thấy kinh hãi khi nghĩ tới viễn cảnh thái tử Charles lên làm vua. Ngoài ra, nữ công tước vẫn còn thấy sợ hãi và ám ảnh vì công nương Diana. Đó là cái bóng quá lớn, một tượng đài vĩnh cửu mà bà không thể nào làm lu mờ. Theo luật hoàng gia, bà Camilla sẽ tự động thừa hưởng tước hiệu, quyền consort, vương hậu hay đương kim hoàng hậu, chỉ được dành cho vợ của vua. Tuy nhiên, các quan chức hoàng gia vẫn đang tiếp tục thảo luận về việc liệu có nên để bà sử dụng tước vị thấp hơn để tránh gây tranh cãi hay không. Penny Juno cho biết bà Camilla bước chân vào hoàng gia khi đã bước sang tuổi 57, bà đã dành phần lớn cuộc đời mình ở bên ngoài hoàng gia. Do đó, bà Camilla cảm nhận được sâu sắc việc mọi người từ bên ngoài nhìn nhận và đánh giá gia đình hoàng gia như thế nào. Bản thân bà Camilla hàng chục năm qua vẫn bị gán cái mác tiểu tam với cáo buộc gián tiếp gây ra cái chết của công nương Diana. Với những người hâm mộ hoàng gia, vị trí hoàng hậu chỉ dành cho những người có phẩm chất cao quý, sở hữu vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Với họ, ngoài công nương Diana và hiện tại là công nương Kate thì không ai xứng đáng ở vị trí này. Do đó thật dễ hiểu vì sao hoàng gia Anh lẫn bà Camilla đều cảm thấy áp lực và khó xử nếu như thái tử Charles lên làm vua. Dù giờ đây bà Camilla đã được sống bên người mình yêu, được hoàng gia Anh chấp nhận, nhưng trên thực tế bà sẽ mãi mãi không thể nào vượt qua nổi cái bóng của công nương Diana. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến lên tiếng bảo vệ và bênh vực nữ công tước. Tôi tôn trọng Camilla, bà ấy biết rõ mình không thể cạnh tranh được với Diana nên đã lặng lẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình. Bà ấy rõ ràng đã làm cho thái tử Charles hạnh phúc hơn, một người dùng mạng bình luận. Tôi tha thứ cho bà ấy vì Camilla đang làm rất tốt, bà ấy có phong thái dễ gần và khiến mọi người cảm thấy thoải mái, một người khác cho hay.